Thưa quý vị, thời gian gần đây, các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản có xu hướng gia tăng và có thể gây tử vong cho người bệnh. Nỗ lực kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, ngành y tế Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai công tác dự phòng, phát hiện sớm, quản lý, điều trị các bệnh mãn tính không lây ngay tại cơ sở, tạo thuận lợi tối đa cho quá trình điều trị của người bệnh. Ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc, địa phương thực hiện tốt công tác này. 4 năm nay, bà Thu theo dõi điều trị bệnh lý tăng huyết áp tại trạm y tế xã. Gần nhà nên bà Thu luôn tái khám đúng theo lịch hẹn. Nhờ đó huyết áp của bà được kiểm soát ổn định. Thường lợi bớt đi xe, tại vì cô đi xe một mình đi không có được. Sợ nhiều khi ai chóng mặt. Đó, nên trạm cứ ra trạm lấy thuốc là mình về mình uống thôi. Được phát hiện bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường trong một lần tham gia khám sàng lọc do ngành y tế địa phương tổ chức. Sau thời gian điều trị tại trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc, ông Hải được chuyển về theo dõi điều trị tại trạm y tế xã Hòa Bình. Hơn 3 năm qua, sức khỏe của ông dần ổn định. Bác sĩ nói thì là cũng cái bình của mình bình thường thôi, cũng không có gì trở ngại, sức khỏe thì nó bình thường. Cái bình mình thì mình lo mà tới khám, lo mà tới xin thuốc rồi nhé. Thực hiện công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm, nhiều năm qua, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò của y tế tuyến cơ sở. Các trạm y tế được cấp đầy đủ thuốc điều trị bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản theo đúng phân tuyến kỹ thuật. Bác sĩ về trạm định kỳ 2 buổi một tuần, vừa khám cho bệnh nhân, vừa tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế xã. Hiện tượng thì hiện tại thì cái quản lý bên công tác bệnh mãn tính thì hầu như là các thuốc cơ bản đều đầu là đều cung cấp đầy đủ. Về đây thì mình sẽ được tiếp xúc với người dân gần hơn, mình quản lý họ chặt chẽ hơn. Điều trị cho bệnh không lây nhiễm đó là bệnh mãn tính thì ở trạm hiện tại đó là cũng đang triển khai cái phần mềm mà sử dụng giám sát và có nghĩa là quản lý cái số bệnh nhân mà được chuyển từ tuyến trên xuống, rồi cái bệnh nhân mà đi các cái phòng mạch y tế tư nhân đó, nên là cái phần quản lý này cũng rất chặt chẽ và rất thuận lợi. Nhằm phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng, các chương trình khám sức khỏe cho người cao tuổi, khám sàng lọc cho đối tượng nguy cơ cao được ngành y tế thực hiện hàng năm, đảm bảo ít nhất có 75% người cao tuổi, 100% người nguy cơ cao tham gia khám sàng lọc. Năm 2023 đến nay, toàn huyện Xuyên Mộc phát hiện mới hơn 600 bệnh nhân cao huyết áp, gần 30 bệnh nhân đái tháo đường. Tôi đang đề nghị là đề nghị tất cả trạm y tế không qua đợt khám sức khỏe của người cao tuổi này. Sáng năm là khám sức khỏe toàn dân, chúng ta sớm phát hiện những đối tượng đó, chúng ta lập danh sách và đưa vào quản lý càng sớm càng tốt. Hiện toàn huyện Xuyên Mộc đang quản lý điều trị hơn 36.000 bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường. Hầu hết bệnh nhân đều tuân thủ điều trị, nên bệnh lý được kiểm soát tốt.